Hello mọi người, hôm nay mọi người thấy Dũng mặt rất là ngu đúng không? Hôm qua Dũng bệnh rồi. Nhưng mà Dũng lead một cái meeting, một cái workshop tới tầm 10 tiếng. Từ 9 giờ sáng cho tới tới 6 giờ tối. Bây giờ là Dũng hết hơi luôn rồi. Thì giờ là Dũng đi khám. Xong rồi chiều thì dự một workshop với bên Đức. Cũng 8 tiếng nữa. Cho tới 8 giờ tối. Thì hy vọng là mình join nổi. Mệt quá rồi mọi người. Ok. Thì mình vẫn làm clip cho mọi người, nhưng mà khi nào mà nói không nổi nữa thì thôi nha mọi người. Chứ chứ không nói nổi thì làm sao, đúng không? Câu hỏi về mất động lực là đã trả lời. À, câu hỏi của bạn Minh Trần Quang 9598, anh Dũng đã bao giờ rơi vào trạng thái là mất động lực chưa, và làm sao để tìm thấy được động lực để theo đuổi tiếp một thứ gì đó? Em được biết trạng thái này được gọi là trạng thái của Gen Z. Trạng thái đó Gen nào cũng có đó. Nhớ Dũng sẽ lên lên cùng quận nhất đi khám. Dũng vẫn thích khám tai mũi họng ở quận nhất hơn là bên bệnh viện Tâm Anh. Lý do là bên Tâm Anh đó, nó xử lý cái bảo hiểm nó mất thời gian quá. Cái dù khám có 1 tiếng, nó đợi thêm bảo hiểm 1 tiếng nữa là thành 2 tiếng. Nhưng mà đi lên trên quận nhất á, thì nó có một cái khó là cái chỗ, mấy cái chỗ đậu xe người ta toàn lấy luôn chìa khóa của mình. Mình thì không có thích người ta mở hoặc là xem đồ của mình đó. Thì thôi giờ cứ đi cái đã tí coi sao. Chứ mệt quá. Rồi, nói tới cái câu chuyện về mất động lực. Gen nào cũng bị mất động lực cả. Gen nào cũng cảm thấy chơi vơi. Và đôi khi là không biết là vì sao mà mình phải sống, vì sao mình phải làm việc, mình làm để làm cái gì. Rồi mình lên level rồi để làm gì. Rồi lương tăng cao hơn rồi mình xài cũng hết. Vậy lương cao hơn để làm gì? Con người của chúng ta đôi khi không có quá nhiều tham vọng. Và có tham vọng thì cũng là điều tốt. Không có tham vọng thì coi như là bị mất động lực sống. Kiểu giống như đi làm cho qua ngày, xong rồi làm về nhà nằm. Thì cái đó là những người không có tham vọng.
Nhưng mà những người mà có tham vọng bỗng nhiên bị lạc lối, bị mất phương hướng, bị rơi vào tình trạng là không biết làm gì tiếp theo. Cái đó các bạn có thể thấy được những cái người lính Việt Nam hoặc là những người lính Mỹ sau cái cuộc chiến tranh Việt Nam, họ bị get lost. Bởi vì họ sống thì họ chiến đấu, họ có quân thù, họ biết đánh nhau, họ có lý tưởng. Đột nhiên hòa bình nó lặp lại, cái lý tưởng sống của họ đã hoàn toàn rồi. Vậy tiếp theo là gì? Đó thì cái đó đôi khi nó cũng không có ra. Thì ở đây các bạn đang độ tuổi 23, 24, 25, các bạn bị mất động lực. Cái đó nó cũng rất, rất là dễ hiểu. Có giai đoạn Dũng được làm giảng viên trường đại học, nhưng mà Dũng vô đó thì Dũng lại bị mất động lực. Dũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Học lên cao học cũng không thích. Mà đi dạy thì mình thiếu mình thiếu kinh nghiệm thực tế trong ngành công nghệ thông tin. Đó. Và khi mà bạn thiếu kinh nghiệm thực tế thì bạn sẽ cảm thấy, ủa, tôi đi làm cái ngày ngành cỏ đầu trẻ mà tôi không có cái kinh nghiệm để tôi có thể hướng dẫn, tôi có thể chia sẻ cho các bạn sinh viên để các bạn ra trường các bạn kiếm được cái công việc nó tốt hơn, nó hay hơn. Ủa vậy tôi đứng đây làm gì? Và tại vì sao bản thân mình không có bay ra ngoài kia và trải nghiệm nó? Mà mình lại ngồi trong tháp ngà làm gì, đúng không? Nhưng mà để mà đưa ra được cái quyết định thì Dũng cũng mất gần 3 năm. Và Dũng cũng từng bị mất động lực vào những năm 2017 cho tới 2020. Cũng 3 năm. Vì cái công việc của mình nó bị nhàm rồi, bị chán rồi. Những cái chuyện đó mình làm nó quá ổn rồi. Muốn improve thêm cũng khó. Từ 2015 cho tới 2017 là Dũng loay hoay tìm xem thử thực sự mình muốn cái gì và mình hợp làm cái gì. Mình quan sát mình và mình cũng thấy nó có một cái gì đó nó lấn cấn. Mình làm cho một công ty nó quá an toàn, công việc nó an toàn, nhưng mà không có thử thách. Cho nên là mình bị rơi vô cái trạng thái chán.
Bạn biết chán đến độ mà Dũng đi ngồi quán cà phê rồi toàn chơi máy ảnh thôi. Chứ làm việc thì nó dễ. Còn nói được là biến mình trở thành một technical expert thì mình cũng thử, nhưng mà nó kiểu giống như mình đã trải qua cái giai đoạn đó rồi, bây giờ mình quay trở lại nó kỳ kỳ, nó không thấy đã, mình vẫn thấy thiếu cái gì đó. Thì cái quá trình quan sát mấy năm đó nó giúp cho Dũng nhận ra được một cái mưu cầu rất lớn của Dũng. Đó là mưu cầu được trải nghiệm cái mới, được chơi trò chơi mới. Được khám phá hết tất cả các khía cạnh của bản thân. Và có vẻ như là cái chuyện mà từng làm dev, hoặc là từng làm architect, hoặc là từng làm senior engineering manager, rồi làm lead, cái đó nó không có đủ mang lại cho Dũng một cái sự excite cho mình, cái sự hứng thú. Dũng cần chinh phục thử thách, Dũng cần chinh phục khó khăn. Cho nên đến khi mà có một cái request nhờ qua làm resource management head officer thì Dũng ok liền. Mặc dù nó không có liên quan gì tới phần technology cả, Dũng vẫn ok, Dũng qua làm. Và Dũng làm hơn một năm rồi thì Dũng thấy đứng ở cái vị trí đó nó là một cái dạng bất lực. Bất lực ở đây đó là mình có kinh nghiệm của một cái người làm resource development, làm workforce development, mà mình nhìn tới những người đồng đội cứ loay hoay không có giúp được cho mình, chán. Và lúc đó thì mình có một cái khao khát được là phải chi mà tôi có thể control được mấy cái thứ này, tôi sẽ làm cho mọi thứ nó tốt hơn. Nhưng mà đồng thời thì mình cũng bị nghi ngờ bản thân, tại vì không biết là mình có đủ sức để handle tất cả mọi thứ không. Vì mình nghi ngờ rằng là mình yếu về operation. Nhưng rõ ràng rằng cái bản chất của Dũng là bản chất của con người dấn thân, thích trải nghiệm và thích làm leader, thích lead people, yêu quý con người. Và nếu mà ai đó không đẻ ra được cái trò vui vẻ cho Dũng, Dũng sẽ tự thân đẻ ra những trò vui vẻ để chơi. Tại vì cái nhu cầu mà chơi của Dũng là nó gần như vô hạn. Dũng là một kẻ ham chơi. Dũng mua một cái máy ảnh 4-5 lần mà hàng mấy chục cái máy ảnh mà cứ mua đi mua lại như vậy là tại vì chán. Cầm nó trên tay rồi chơi với nó một lúc là chán. Làm ra ảnh rất là nhiều nhưng mà chụp ảnh xong rồi vẫn chán. Nói chung là cái chụp ảnh đó, nó làm thỏa mãn, chụp ảnh và chỉnh hình đó, nó làm thỏa mãn trong người Dũng cái vai trò của một cái người creator. Create content.
viết blog nó cũng như vậy, nhưng mà nó vẫn chưa đã. Thì nếu mà nói mà cái lời khuyên ấy, mà cho cái chuyện mà chống cái việc mất động lực ấy, hoặc là đi tìm ra lại được động lực ấy, thì Dũng nghĩ rằng cái đó nó thuộc vô cái phần gọi là quan sát bản thân, soi chiếu bản thân. Tức là mình lấy mình ra để làm cái chủ thể cho nghiên cứu. Mình nghiên cứu chính bản thân mình. Và từ 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 mình hiểu được mình. Và cái câu chuyện mà để mình hiểu được mình đó, nó có thể mất 5 năm, nó có thể mất 10 năm, nó có thể mất tới 20 năm. Nhưng mà đến khi mà bạn hiểu được chính bạn rồi, thì bạn thực hiện mọi hành vi, mọi sự ra quyết định bạn sẽ không có đặt cái câu hỏi, hoặc là không có bị lấn cấn trong đầu với câu hỏi tôi không hiểu được tại sao tôi lại làm như vậy, tôi không hiểu được tại sao tôi mất động lực. Tại vì khi mà các bạn biết được á, mà cái lý do các bạn bị mất động lực á, thì lúc đó bạn sẽ tìm cái chỗ nào, hoặc cái người nào, hoặc cái nơi nào đó nó có thể mang lại chút động lực cho bạn. Và giống như Dũng bây giờ, thì cái khái niệm mất động lực đó, nó biến mất. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có là một cái nỗi lo thôi. Đó là có đủ sức khỏe để chơi hết những cái trò chơi mà mình muốn. Tiền không quan trọng, nhưng mà sức khỏe nó quan trọng. Thì các bạn thấy giống như Dũng lúc này, nói còn không nổi nữa thì làm được cái gì, đúng không? Thì muốn mà coi như là có sức khỏe tốt thì phải có được sự cân bằng giữa chơi với nghỉ ngơi. Dũng thì không có cái khái niệm là làm việc phân lập với chơi. Dũng chỉ có đúng một cái khái niệm thôi, đó là chơi. Tức là làm thì cũng chơi thôi. Và Dũng là người mà thích chơi game có độ khó cao. Những cái game mà mình có thể cổ vũ mọi người đi theo cùng một hướng và làm ra được một điều gì đó tốt đẹp đó. Thì cái bản tính của Dũng nó vậy à. Nên cái gì thuộc về cái máu, cái bản tính, Dũng sẽ không có cố để ngăn nó lại. Mà Dũng sẽ công khai nó, chia sẻ nó.
khi mà các bạn đạt tới được cái mức độ đó, cái khả năng đó, thì tức là hiểu mình đó, đó thì cái chuyện mà tìm lại động lực nó dễ dàng lắm. À, cái việc mà đánh thức động lực ấy, nó không khó, nhưng mà nó cần người cổ vũ, cần người nói cho bạn biết rằng là bạn rất là relevant, mọi người cần bạn, bạn đang làm một điều gì đó có ý nghĩa, nó mang lại cái value lớn. Hay nói cách khác, cái thứ mà kéo cho chúng ta đi vô guồn, làm việc và phát triển phần nhiều là nhờ trách nhiệm. Với các bạn thì Dũng không biết như thế nào, nhưng mà với Dũng thì bởi vì Dũng là một con người mà được lập trình rằng là tôi sống có trách nhiệm, cho nên là Dũng thực hiện cho bằng hết cái trách nhiệm của Dũng đối với mọi người. Đây là đối với con, đối với tổ chức, đối với nhân viên, đối với vợ. Khổ cái là với ba mẹ thì mình không có làm được cái điều đó tốt. Nhưng mà nước mắt thì luôn chảy xuôi. Nhưng mà khi mà bạn mà thôi không nói chuyện đó, thì khi mà bạn mà đảm nhận cho mình, đảm nhận một cái trọng trách, thì bạn sẽ đứng dậy, bạn sẽ mạnh mẽ hơn, bạn sẽ có sức kéo tốt hơn. Và bạn sẽ nhận ra rằng mọi người rất cần bạn. Những nghĩ đó là niềm vui của những cái người làm leader. Đôi khi có những người, người ta có những cái động lực khác, ví dụ giống như là người ta có một cái động lực là mong muốn sáng tạo, tạo ra những thứ mang dấu ấn của mình, như là những creator, ví dụ giống như là các cái bức vẽ, các cái bản nhạc, giọng ca. Và ai cũng muốn tạo ra một cái sức ảnh hưởng hết. Thứ nhất là thể hiện được cái tôi, và thứ hai là có được sự đồng cảm của những người xung quanh, và cái thứ ba là tạo ra được sức ảnh hưởng. Và khi mà các bạn làm cái gì đó mà các bạn thấy thỏa mãn được cái tôi, được ghi nhận, được tung hô, và sau đó là nó còn impact nữa, thì bạn sẽ thấy rằng là không có lý do gì để không làm chuyện đó cả.
kiểu vậy đó. Cái thằng bé mà con nuôi của Hoài Linh mà hát cái bài mà cái đó hoa không màu á, nó có thể là một đứa trẻ không có tham vọng gì nhiều, nó chỉ đi hát bởi vì nó có tài năng cho nên nó được Hoài Linh quan tâm và ưu ái cho nó và tạo điều kiện cho nó cất cánh. Nhưng đến khi nó bị mất động lực, nó về quê, nó ở, nó nghỉ ngơi, nó chơi, và người ta kêu là cái bạn này không có được giống như mong đợi của cha nuôi, cha bảo kê của bạn, vân vân và mây mây. Nhưng mà các bạn thấy đó, sau một khoảng thời gian mình nó nhận ra rằng là tôi vẫn khao khát được hát, tôi vẫn khao khát được chia sẻ, được tán thưởng. Và bạn vẫn tiếp tục hát thôi, tại vì cái cảm giác mà chiến thắng này, cái cảm giác mà được tung hô này, cái cảm giác mà mình được mọi người yêu quý, nó gây nghiện lắm mọi người, nó gây nghiện kinh khủng. Nhưng mà chúng ta đa phần là muốn đi đường tắt để đạt tới cái chuyện đó, chứ chúng ta không có muốn đi đường thẳng. Cho nên rất nhiều người làm trò lố để được like. Rất nhiều người làm các cái clip về tâm lý, về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà nó mang dáng dấp của một anh sale hơn là giúp cho mọi người grow. Tại vì về mặt bản chất, business thì business thôi, đúng không bạn? Làm cái gì mà nó trở thành cái thu nhập chính của bạn rồi, nó trở thành coi như là cái nơi để mà bạn tạo ra tiền bạc rồi, thì cái sự trông chênh và cái sự giằng co giữa kim tiền và những điều thực tế, những điều mình biết rằng là nó không đúng, nhưng mà mình vẫn phải đi lên mời khách, mời này khách mời kia để quảng cáo dùng cho họ. Và các bạn nhớ là đến cả thầy tu người ta cũng sell nha, và người ta sell rất tốt lên khác. Thì cái câu chuyện ở đây ấy, đó là tốt nhất đó là chúng ta kiếm tiền bằng việc chúng ta thích và vui với việc chúng ta đam mê. Còn khi mà chúng ta kiếm tiền bằng đam mê thì cái đam mê đó đôi khi nó sẽ dần dần phai lạc. Và suggestion cho các bạn đó, đó là tìm hiểu xem thử mình thích điều gì, mình muốn làm chuyện gì, mình vui khi nào,
trong tất cả những cái niềm vui lớn lao mà mình từng được nhận được, nó trong hoàn cảnh nào, vì sao mình vui, có phải là vì cái lý do đầu tiên mình nghĩ ra hay không, hay là vì lý do nào khác. Các bạn mà nhìn ra được chính bản thân của các bạn rồi thì động lực nó luôn luôn nằm ở đó. Rất nhiều người nghĩ rằng họ đã hiểu được bản thân.